Đà Nẵng vừa trải qua hơn một tháng chống dịch bệnh COVID-19 với những biện pháp chống dịch cao nhất. Ai ở đâu thì ở yên đó. Trong những ngày thực hiện việc giãn cách xã hội, toàn thành phố, hẳn ai cũng đều nhớ tại hàng trăm chốt kiểm soát, việc đi lại của người dân, hình ảnh của những đoàn viên thanh niên, người lớn tuổi tại khu dân cư, không quản vất vả, đứng chốt, hỗ trợ lực lượng chức năng hay đảm nhận công việc kiểm soát đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng, hợp sức, đẩy lùi dịch bệnh. Họ chính là những chiến sĩ thầm lặng nơi trực chốt. Những ngày cuối tháng 8 tại chốt kiểm soát trên địa bàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Trong màu áo xanh tình nguyện, em Thái Anh Huy luôn tích cực hỗ trợ lực lượng công an việc đo thân nhiệt và kiểm soát giấy đi đường của người dân khi lưu thông trên tuyến đường này. Đứng chốt nhiều tiếng liên tục giữa thời tiết khắc nghiệt của miền Trung những ngày hè và cả những nguy cơ lây nhiễm khi phải tiếp xúc với nhiều người. Thế nhưng, Huy không hề đắn đo khi tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ, dù năm nay em mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Tham gia hồi 3 tuần trước rồi chị, thì em muốn là giúp đỡ mọi người để chung tay phòng chống dịch Covid. Còn tại các chốt kiểm soát tại khu dân cư, các thành viên của tổ hầu hết là những người lớn tuổi. Họ là tổ trưởng dân phố, là bí thư chi bộ khu dân cư hoặc là những cán bộ hưu trí, cựu chiến binh trên địa bàn. Thay vì ở nhà bảo đảm an toàn sức khỏe, họ thay nhau chia ca, đứng chốt, yêu cầu người dân thực hiện các quy định mà chính quyền đưa ra để góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Hiện bây giờ nói chung trong thời tiết là nóng nảy nó quả này thì anh em mặc thời kể cả lực lượng công an kể cả các đường chốt thì rất vất vả, nhưng mà chúng ta thì thực tế mà nói ra thì cái vất vả thì cũng phải cố gắng để làm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chứ không, mình không có phần nào gì ở trong cái nắng non cả. Lúc lúc anh em đường bê tông đường nắng này trong lúc là phải làm việc cho nó hết cái hết mình. Mình nghĩ là tuổi mình cũng hơi cô rồi thì mình ở không làm chi để giúp cho xã hội, giúp cho bà con, ai gùa đau là có đó. Chú đi làm là nói chung là bất cứ gùa mua là chú đi vì chi chúng đi hết, giúp cho nói chung là cả gia đình và cả xã hội luôn, giúp cho bà con để đảm bảo cái dịch. Sau khi cái tình hình diễn biến phức tạp và được sự chỉ đạo của cấp trên, thì địa phương đã kết hoạt ngay các cái tổ COVID cộng đồng. Trong đó thì ngay lập tức là các cái tổ này đã tuyên truyền thông báo tình hình dịch bệnh đến từng người dân bằng loa di động, bằng băng rôn, bằng tất cả những cái hình thức. Và hiện nay là cái tổ này hoạt động rất là hiệu quả. Với các chiến sĩ công an, quân đội trên địa bàn Đà Nẵng, đã nhiều ngày qua họ vẫn chưa về nhà, căng mình để triển khai các nhiệm vụ khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chính sự đồng hành của các tình nguyện viên, của người dân đã hỗ trợ đắc lực và tiếp thêm sức mạnh để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn thanh niên, ban ngành đoàn thể và cán bộ tại địa phương để mà hỗ trợ thì cần phải có sự giúp sức như vậy thì chúng tôi mới là đủ khả năng để mà điều tiết được cái lượng xe và kiểm tra được cái lưu thông của người dân. Dịch bệnh đã khiến cuộc sống của người dân đảo lộn và gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng chính trong lúc gian khó này đã tỏa sáng tinh thần đoàn kết, đồng lòng, hợp sức cùng nhau vượt khó. Và câu nói, mỗi người dân là một người chiến sĩ trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, không chỉ được thể hiện ở ý thức chấp hành những quy định đưa ra, mà còn ở những hành động cụ thể góp sức cùng với các lực lượng xông pha nơi tuyến đầu để sớm đẩy lùi dịch bệnh.